đời người con gái đẹp nhất tuổi trăng tròn, sao anh vẫn thấy em buồn vì em buộc trao người em chưa từng yêu thương. Chuyện người sơn nữ tựa như ánh trăng hiền, nhưng phang phất nỗi ưu phiền, làm dậy làm mê lòng trai trắng thập niên. Quê hương em có hoa thơm ngát hương tình, sẽ tự nhiên thẳng
đã vững lâu.